ba cái cuộc tình như vậy, rút kinh nghiệm ra tại sao phải chia tay ba mối tình đó? Dạ, cái tại em nhút nhát quá. Nhát đúng rồi, nãy giờ ngồi rung quá trời. Dạ đúng rồi. Dạ. Thế còn giống như trong công việc vậy, sếp em la cái em bực quá mà em không cự được, thế là em vô toilet em đóng cửa lại, em ngồi trong đó em la mình em vậy đó. Được, cái này được, không ảnh hưởng tới hai. Anh thấy hôn em được không? Dạ thôi, cái chuyện em đây em ngại. À đúng rồi, để chốc ra em hôn anh nha. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu, xin mời bạn. Rồi. Anh chào chị Cát Tường. Chào em. Em chào anh Huyền Linh. Chào bạn. Em chào tất cả các anh chị ngồi đây ạ. À. Xinh quá. Em cảm ơn chị. À, em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Kim Ngân, em năm nay 25 tuổi. Em là kỹ sư chắc địa. Kỹ sư chắc địa. Dạ, cái ngành của em là ngành của con trai á anh Linh. Đúng rồi. Dạ. Sao cái ngoại hình với cái công việc không thấy không có liên quan gì nhau vậy ta? Tại vì em học thì hồi xưa cũng là học ngẫu nhiên thôi chị. Rồi, mời bạn nam. Dạ, anh chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và các anh chị có mặt trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Trường Khánh Thị, là nhân viên trong phòng, là sinh sống làm việc tại quận 7. Bạn có biết là kỹ sư chắc địa là gì không? Chắc địa. Ừ, biết không? Nhá, địa chắc đất. Địa đất. Dạ. Chắc địa là gì? Chắc đo đạc nhiều. Đúng rồi, đo đạc về đất. Bạn có đất để bên đây đo không? Dạ, ở dưới quê thì có nhiều chị. Quê đâu? Dạ, quê Long An. Long An hả? Dạ. Dẫn em về đo đất không anh? Không, nếu chút bấm chuông anh dẫn em về em. Đất dưới của ai vậy bạn? Dạ, đất dưới thì chắc của ba mẹ. Sao chắc đưa của ba mẹ chứ cũng chắc. Tên bạn này lạ, bạn đọc lại cái nè. Dạ, tên là Nguyễn Trương Khánh Thụy. Thụy. Thụy trong chữ Đỗ Thụy á. À, Khánh Thụy đó. Dạ. Đỗ Thụy dày cơm đây, mỏng cơm đó. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, hôm nay em 27 tuổi. 27 tuổi, bạn bên kia 25 tuổi. Mấy người yêu rồi? Người yêu thì cũng ít thôi chứ không có nhiều. Ít là ít mấy? Một hay là chín? Dạ, cũng có ba người. Ba người? Dạ. Nhưng mà mối tình gần đây nhất là cách nhau cũng một năm mấy rồi. Ba cái cuộc tình như vậy, rút kinh nghiệm ra tại sao phải chia tay ba mối tình đó? Dạ, cách tại em nhút nhát quá. Nhát đúng rồi, nãy giờ ngồi rung quá trời. Dạ đúng rồi. Dạ. Thế còn mình thì sao? Mình đã có mối tình nào chưa? Dạ, em có một mối tình hồi thời sinh viên chị. Có nhiều người đeo đuổi bạn không? Dạ thỉnh thoảng cũng có. Chị nghĩ là có nhiều đó chứ. Mình cũng nói chuyện vài ngày rồi thấy không hợp được thôi chị. Mới vài ngày chưa hiểu trơn mà ráng cố gắng níu kéo chừng vài tháng mới hiểu chứ. Cũng có người buồn cười lắm, rủ đi uống cà phê xong rồi ngồi nói chuyện với mình cứ than đậu này anh khó khăn, anh làm không có tiền này kia cái nọ. Thế là em chạy mất dép luôn anh lên kì á. Đúng rồi, mới thay gặp nhau than khó khăn rồi. Bạn có gặp khó khăn không? Dạ cũng có, mà ít có than lắm. Ừ, không có than nha. Dạ. Gặp phụ nữ đừng mà than khó khăn nha. Anh than là em chạy luôn đó. Than là chạy luôn á nha. Nhưng mà cũng có thể là anh khó khăn thật, nhưng mà đã mời em đi ăn uống rồi thì đừng có than. Chứ than xong rồi ly nước đem uống vô em mắc cổ á. Đúng rồi, than đúng. Nghẹn sao? Đúng không chị? Đúng, chính xác. Dạ. Mình giới thiệu mình một chút xíu đi, ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, cái ưu điểm của em á là em chịu khó. Rồi em làm cái gì thì nó cũng phải tới nơi tới chốn. Cái nhược điểm là em hơi nóng tính mà em hay có nỗi khùng mình em lắm. Ví dụ như là ai làm gì đó mà em bực bội, giống như trong công việc vậy, sếp em la cái em bực quá mà em không cự được, thế là em vô toilet em đóng cửa lại, em ngồi trong đó em la mình em vậy đó. Được, cái này được, không ảnh hưởng tới hai, chỉ ảnh hưởng tới toilet. Bây giờ ví dụ như đây đang ở đang bực mình anh Quyền Linh đi, đây đang ở trong toilet đi, bạn la sao bạn la thử rồi. Thí dụ là bực mình anh Quyền Linh đó. Lúc đó là cái cảm xúc của em tự nhiên rồi em điên rồi em mới la được chứ giờ em cũng biết la sao. Mắc mớ gì tôi, bực mình tôi. Em ví dụ thôi, giờ la sao một mình la. Dạ thì la to lên làm cho cái bản thân mình mệt tới chị. Em mệt tức là em hết điên à. Bạn bực bội gì, bạn làm gì giải tỏa. Bạn kêu chui vô toilet la, bạn là chui vô đâu? Dạ, em thường ra cái cầu của anh. La cái em hết rồi. Đừng nhảy xuống cầu nha. Đừng nhảy nha. Em không có đến nỗi mà phải nhảy cầu. Bạn cứ những ưu khuyết điểm ta kể rồi, còn bạn ưu khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em thì vui khỏe, hòa đồng. Bạn nào buồn gặp em nói chuyện một chút xíu là vui liền. Nghe là được rồi đó, khoái cái gì mà nói là vui. Mình có cái gì vui vui không? Em thì em hát, mà cái này hát là chắc cũng không được vui cho lắm đâu. Ok. Nhưng em hát vài câu. Rồi. Dạ. Ôi túi xanh mộng mơ giống như tháng năm mong chờ, hứa duyên trao lời ngày anh về lứa đôi thanh hôn, tiếng đưa xuyến sao tâm hồn lòng dạt dào nhớ thương đau vời. Em chờ mong chờ đưa tới
pháo hoa râu lòng, mừng cô dâu trẻ vô quy, giang xinh xanh dài bên chồng làng, phấn hồng điểm tô mặt duyên, tương lai có nhau trong đời lòng, gọi mời ngắm hoa trời mây. Đối đáp liền, hát bài đối đáp liền. Sao mà ngọt quá vậy? Em thì ca hát dạ, không hay từ hồi nhỏ thì ở nhà em, ba em rồi mấy bác hay có đờn ca tài tử á. Em nghe rồi em tự hát theo. Ủa, quê mình ở đâu? Em ở Sóc Trăng chị. Dạ. Bạn sẽ đi tìm một nửa yêu thương của mình với mong muốn như thế nào? Nói chung là người phụ nữ cũng bình thường thôi, tính tình ngoại hình cũng giống cỡ như Minh Hằng là được rồi. Trời ơi. Đó em nói vui thôi, người phụ nữ cũng dễ nhìn, vui vẻ, hòa đồng, biết suy nghĩ tới người khác, biết lo gia đình là được rồi. Những cái gì mà mình không thích ở người phụ nữ? Dạ, tính tình hay ghen, hay kiểm soát người khác quá nhiều là em không thích. Ghen thương thì kiểm soát có gì đâu. Phụ nữ ai mà không ghen, bên này cô nói là ghen lắm nè. Nhưng mà em thì công việc có nhiều và đi giao tiếp nhiều, mà mỗi lần đi và kiểm soát anh ở đâu, chụp hình lại cho em biết, kiểm soát nhiều quá nên em không. Ủa vậy là bạn đã từng bị kiểm soát kiểu đó rồi hả? Dạ đúng rồi chị. Sao bên đó có ghen, có mình kiểm soát không? Ghen không? Em không có tới cái mức đó đâu anh chị. Chứ cái kiểu mà lúc nào cũng kiểm soát ngày giờ này kia thì giống con mình quá à. Em muốn đi đâu đi à, nhưng mà tới giờ cứ về cho em là được. Giờ ví dụ bây giờ chưa lấy nhau, mới là mình đang tìm hiểu đó. Dạ. Tự nhiên bữa đó ảnh đi mà bạn biết ảnh là đang đi với cô khác, thì lúc đó bạn xử trí như sao? Chắc em chạy tới em coi có hay không quá. Rồi nếu có thì sao? Ừ, có thì... chắc là vô hỏi thẳng anh người này là ai rồi này kia nọ, hỏi rõ nguyên nhân rồi xem anh sẽ trả lời em sao. Chứ nhập nhằng hoặc là người ta nói không đúng thì em cũng không chịu, tính em là thẳng thắn đâu ra đó. Bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Ngoại hình thì cao trên 1m7, tại vì em tới 1m67 lận. Đừng có mập, không bụng phệ, không khói, đen đen chút cũng được. Dạ chỉ vậy thôi. Đụng chạm nha. Không anh Linh, anh đâu có mập lắm đâu, được mà. Còn mà có cái chuẩn hình mẫu lý tưởng thì sao không? Em nghĩ là cái mẫu của em là không có cần phải đẹp trai đâu, miễn cao cao hoặc là gầy gầy chút cũng được, là vậy là được rồi. Cái gì mà dưới dữ dọ. Chào chị. Anh cao bao nhiêu? Dạ có 1m69 rồi chị. Chắc không bằng 1m7 như bên bển á, mới qua. Đâu đứng lên dòm. Dạ. Sao ốm quá vậy, thiếu ăn hả? Không phải thiếu ăn mà tại ăn nhiều, mà tại nuôi nhan sắc em hết rồi chị. Vô nhan sắc hết rồi đó. Dạ. Là nhờ vô nhan sắc mà được vậy đó hả? Dạ đúng rồi chị. Không vô không biết làm sao à. Dạ. Đang ngồi hẹn hò mà bạn bị bạn gái tới ngay tại chỗ đó bắt gặp, thì lúc đó bạn sẽ xử trí như thế nào? Dạ. Tới đó chắc em để bỏ trốn như hai phụ nữ nói chuyện đó. Bỏ trốn hả? Cũng chưa biết giải quyết sao á chị. Thì suy nghĩ đi, tưởng tượng ra khung cảnh đó giờ. Dạ. Giải quyết sao? Tại em cũng chung tình, không có nào có chuyện đó đâu chị. Đúng rồi. Đó thì tha nói vậy đi, tôi chịu. Anh thấy là được rồi đó. Ổn quá. À em đi với ai? Có ai tới ủng hộ? Dạ không? Hôm nay thì chị em bận đột xuất cho nên là không có đến đây với em được. Có mình em đây thôi. Chị tưởng nó có người thân em mà chị mình trao đổi hai ba ý kiến vậy đó. Dạ em đi với cậu với mợ với hai đứa em của em. Dạ chào cậu mợ. Cậu mợ thấy sao? Mình thấy không cũng được. Cái này là do cháu mình nữa. Rồi vậy được rồi. Để anh qua anh coi coi bên kia sao nha. Còn vừa anh thông báo cho. Anh chào anh. Dễ thương quá. Dạ em cảm ơn. Anh bên này anh hơi nhút nhát chút xíu. Nãy giờ anh ngồi bên đây mà anh tay anh rung, anh nắng bóp tay hoài luôn. Đừng có hù anh nha, đừng có la nha. Em bên này cũng hồi hộp lắm nè anh. Hồi hộp à? Dạ. Tưởng tượng anh bên kia thế nào? Em hồi nãy em bảo cái cao cao gầy gầy mà dưới thấy mọi người cười quá, em nghĩ chắc là giống vậy quá. Giống vậy hả? Dạ. Y như em luôn á, bụng không có phệ. Khéo màn lên, các bạn sẽ có 1-2 phút để gặp mặt, trò chuyện để hiểu hơn về nhau, để xem có tiếng sét ái tình hay không. 2 phút bắt đầu. Em chào anh. Chào em. Dạ. Hồi nãy nghe tiếng hát của em rất là hay. Anh cũng hay thích nghe hát lắm. Dạ. Nhưng mà anh có nghe đờn ca tài tử không? Cũng có. Nhưng dạ, mà cũng thích nghe nhạc trẻ hơn. Dạ. Nhưng mà sau chương trình này chắc anh cũng chuyển sang nghe tài tử nhiều. Anh sống ở trên này lâu chưa? Anh sống cũng 4-5 năm rồi. Mình sống ở đâu anh? Anh sống ở quận 7. Mình sống một mình thôi hả? Đúng rồi, còn em? Em thì em cũng sống ở đây cũng 8 năm rồi, gia đình em ở đây. Dạ, nhưng mà em Út lấy vợ về ở đâu anh? Lấy vợ thì mua nhà ở trên thành phố này em. Có tiền mua chưa em? Dạ, tích góp chắc cũng được nửa căn rồi chị. Tối em có thường đi đâu chơi không? Dạ cũng ít,
Tại vì ở trên này em không có nhiều bạn, mà bạn bè em thì toàn ngành này toàn mấy anh nam mà có vợ trơn rồi. Em có thích đi xem phim không? Dạ có, xem phim, ăn uống, hát hò gì đấy em vẫn đi. Vậy chúc em bấm chuông đi, hai đứa mình tối nay đi xem phim. Còn công việc của anh thì sao? Anh thì là cũng làm giờ hành chánh. Nhưng mà anh làm về mảng nào ạ? Anh làm về xuất nhập khẩu. Nhập khẩu, dạ. Quận 7 hả anh? Đúng rồi, dạ. Em ở quận mấy? Em ở Bình Tân lận. Bình Tân hả? Xa lắm, có đi nổi không? Không em. Ở điểm nổi hả? Không có, đâu xa em, trong thành phố là anh đi nổi hết à. Anh làm em cũng hồi hộp quá à. Cũng muốn hồi hộp, muốn chết luôn à. Anh nghĩ tình yêu xuất phát thì sự chân thành, đừng có giả dối với nhau. Có sao mình cứ nói vậy. Chân thành nhưng mà phải chung thủy nữa. Chung thủy là anh có, nãy mới nói em. Anh có cái khuynh hướng bạo lực gia đình không? Không em. Bạo gì nổi với em. Anh thường bị gái quýnh nhiều à, chứ anh không quýnh gái à. Cho anh nói một câu nữa đó, anh nói gì đi. Thôi mình bấm chuông ha em. Không có nói câu đó nữa. Nói đó cắt chuông luôn á. Thật ra em là người con gái rất là xinh, rất dễ thương. Cảm ơn. Anh rất thích em. Cái chuyện mà em la hét trong phòng anh không sợ hả? Không em. Đó là chuyện bình thường mà, em la có mình em, anh đâu có nghe đâu, anh biết. Em hốt em mà lấy chồng vậy, em bật là em la vô trong lỗ tai anh đó chứ em có vô phòng la nó đâu. Vậy sao? Anh cũng thích nghe người ta la lắm em. Được, được. Được à. Cũng phải vậy chứ. Phải vậy đó. Suy nghĩ thật kỹ nha. Để tay nút bấm đi. Cái nút đâu lên? Trời đất ơi. Tự tìm đi. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hai người nắm tay nhau đi bạn. Anh tay hôn em được không? Dạ thôi, cái chuyện em đây em ngại lắm. Đúng rồi, để chốt ra em hôn anh nha. Một cặp vẽ xem phim. Thằng các bạn sẽ có thêm thời gian để tìm hiểu nhau. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn có những khoảnh khắc thật là ngọt ngào với nhau. Dạ, cảm ơn chị. Trời, bắt rễ có gì đâu khổ trời. Tức ghê á. Ba thương con quá, sợ bắt rễ khổ quá. Rồi không chịu là thôi luôn đúng không? Dạ. Vậy là trách nhiệm nặng lắm đó. Dạ. Dâu trưởng lại càng trách nhiệm nặng hơn. Nên nhiều khi phải cần những người biết anh nói này kia, cư xử cho đúng mực. Gia đình em thì rất là dễ. Mỗi lần đám giỗ nấu mấy mâm? Đa số đặt luôn. Đó rồi, ngon lành, khỏe. Để giờ tôi sợ cái vụ đó ghê luôn. Đẹp trai. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên Đỗ Quang Hải, sinh năm 1983. Nghề nghiệp hiện tại của em là đang mở gara ô tô tại nhà. Nhà em ở Biên Hòa, Đồng Nai. Ở tại biên thành phố Biên Hòa luôn hả? Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hồng Tươi, sinh năm 83. Em thì chuyên buôn bán nhưng mà bây giờ thì đang là tự do. Tự do là... Trước dịch đó thì em làm ở trên này. Nhưng mà từ hồi dịch tới giờ thì tạm ẩn về quê. Dạ, tức là giờ mình đang nghỉ ngơi đó hả? Dạ, đang nghỉ ngơi. Em bán gì vậy? Dạ, trước đây thì em làm cà phê Visa. Rồi giờ về quê mình về đâu? Dạ, em về Cần Thơ anh. Trời đất, xa vậy. Em có ý định là lên lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc không? Dạ có anh, em đợi dịch nó ổn ổn xong đã rồi. Nói chung là ba má em cũng ổn ổn xíu rồi em đi. Thật ra dịch thì ổn rồi đó. Dịch ổn rồi đó. Em về Biên Hòa mở Visa cà phê được không? Dạ, dạ tùy anh ơi. Tại vì thuê đâu cũng được mà đúng không? Dạ đúng rồi. Được tình duyên của Hải sao nè? Dạ em đã trải qua 2 mối tình. Thì mối gần đây là hết năm, quen 5 năm. Bên kia thì con gái một á, nên muốn bắt rẻ nhưng mà bên nhà, bên đằng bố em thì người Bắc. Thì không có chịu, sợ mình khổ này kia, không đi. Trời, bắt rễ có gì đâu khổ trời. Tức ghê á. Ba thương con quá, sợ bắt rễ khổ quá. Rồi không chịu là thôi luôn đúng không? Mối tình trước dài không Hải? Tình trước là học sinh. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Em điểm mạnh thì nói chung là
chăm chỉ trong công việc, biết nấu ăn, không hút thuốc, không có nhậu nhẹt gì hết. Còn điểm yếu thì nhiều khi mình làm đi hết cũng không có tự nhận xét cái điểm yếu của mình được. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái hãy chia sẻ về điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của em thì chắc có lẽ là cũng rất là thích công việc. Đôi khi là cái công việc mình mê công việc nhiều quá, nhưng đó cũng là một điểm yếu của mình đó. Làm cho mình không có thời gian để làm cái gì đó. Không có làm gì được cho bản thân mình, thậm chí là cho gia đình của mình cũng không có luôn. Đường tình duyên của mình sao? Chắc có lẽ là cũng hơi lận đận. Nói để chính thức thì chắc khoảng là 3 thôi. Trời, còn không chính thức là bao nhiêu? Trời ơi, chị biết làm sao không? Tại vì con gái mà tới này mà kêu là không có người để ý thì chắc có lẽ là rồi. Cho nên là để mà xác định được mối tình gọi là chính thức á, thì nó cũng phải như thế nào mình cứ gọi là chính thức. Trời đất ơi, vậy tìm hiểu dữ lắm nghe. Bên này thú vị lắm. Em ơi, em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, có thể diễn tả chi tiết coi thấy giống bên đây không? Em thì cũng đơn giản anh Linh. Em muốn người bạn nam của em thì cũng nói chung là cũng chăm chỉ trong công việc, nói chung là biết việc. Đây là quá chăm chỉ rồi đó. Dạ, như bạn nam bên đó nói thì cũng biết nấu ăn một xíu. Em cũng thích. Rồi gì nữa? Vui vẻ là được rồi anh. Biết trên biết dưới là được. Giờ mình có nhu cầu quen bạn trai cao nhiêu không? Cái ngoại hình thì không có cần thiết đâu chị. Tại vì bề trên cho anh sao nhận vậy rồi. Trời ơi, quá trời dễ dàng rồi. Bây giờ mình quen bạn gái á, mình có nhu cầu về bạn gái như thế nào? Dạ thì nói chung là biết ăn nói chung là lễ phép, với tại vì bên đây bên nhà em là gốc Bắc. Dạ. Nên ba rất kỹ về mấy cái anh nói đó, tại vì em lại là cháu ít tôn á, là con trưởng ở trong tộc á. Vậy là trách nhiệm nặng lắm đó. Dạ. Dâu trưởng lại càng trách nhiệm nặng hơn. Nên nhiều khi phải cần những người biết anh nói này kia, cư xử cho đúng mực. Công việc thì không có quan trọng, làm sao cho bố mẹ em hài lòng vui vẻ được. Vậy giờ có phụ huynh đây không? Dạ, hôm nay nhà đang làm giỗ nên rất là quan trọng. Giỗ của bà nội á, nên nhà không có đi kịp. Thôi nay nếu cố gắng bấm nút kia mình về ăn đám giỗ luôn ha. Ừ, xong dẫn bạn gái về ăn đám giỗ luôn, được không? Dạ, đó tôi được mời anh chị về. Rồi, khỏe. Dạ, rồi. Mình đi với ai? Em đi với chị gái. Dạ, em xin chào mọi người ở trường quay. Mình là chị em kết nghĩa với em Hồng Tử 15 năm. Thì 15 năm thì mọi người biết là tươi sống rất là tình cảm, sống có trách nhiệm với gia đình, rất là ok. Chị thấy em trai bên này cũng là ok về kinh doanh, cũng hai em cũng hợp, thì mong hai em cho nhau cơ hội. Dạ. Rồi, để tôi xem mặt nhà gái đó coi. Nền nã xuất hiện với một cái trang phục như thế này là thấy thích rồi. Cần Thơ gạo trắng nước trong mà ha. Dạ. Rất là nền nã đúng rồi. Mình đã trao đổi hết rồi, hai bên nghe cảm nhận về nhau hết rồi. Điều quan trọng mình mở rào ra, hai người trò chuyện với nhau thôi nha. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Hải. Đến với chương trình gấp quá nên cũng không có chuẩn bị gì nên tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng không có gì, không biết anh thích gì và như thế nào. Ôi chết, anh ơi rớt rồi. Không biết anh như thế nào và thích gì cho nên là hy vọng là anh thích. Cảm ơn. Vậy nãy giờ nói chuyện ở bên đó thì em nghĩ sao về cho anh một cơ hội để mình có thể gặp nói chuyện? Nếu có thể thì mình nên cho nhau một cơ hội. Ở ngoài đời thì nó sẽ thực tế hơn, em nghĩ là vậy. Có khi nào mà em có hay lên thành phố chơi không? Em trước đây á, là em đã ở trên này thời gian khá dài. Em mới về dưới quê được khoảng 6-7 tháng này thôi. Vậy có gì chúc nếu mà có gì thì về nhà năm giỗ cùng với gia đình. À dạ, nếu có thể ạ. Rồi, bây giờ nè, cái điều kiện hẹn hò các bạn thế nào các bạn tự trao đổi đi. Bây giờ một người ở Cần Thơ, một người ở Biên Hòa đó. Chắc để tí nữa có gì ra ngoài nói riêng. Không, vào bàn luôn đi. Gấp lắm, gấp bóng nút đang về đám giỗ. Đây là một cô gái là làm ăn nè, rồi nói chung là tự lập. Anh lấy vợ á, là cái người vợ của anh là có vẫn còn được duy trì công việc riêng hay không? Hay là chỉ có ở nhà làm dâu thôi? Dạ, cái đó là vẫn giữ công việc riêng như đâu quan trọng thôi ạ.
À, làm dâu ở nhà anh có khó không? Không, tại vì gia đình em thì rất là dễ. Mỗi đây lần đám giỗ nấu mấy mâm? Đa số đặt luôn. À đó rồi, ngon lành, khỏe. Nãy giờ tôi sợ cái vụ đó ghê luôn á. Sợ về làm dâu nấu đám giỗ nấu một cái là ê hề là không, không. Nói chung là cô dâu là không có thấy mặt mũi luôn á. Trời ơi, mình mà về đám giỗ dưới quê nọ mà rửa chén không có mệt nữa. Đừng nói chi làm gì. Hai bên hỏi nhau coi khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được chứ. Không, cái này là phải là... ta muốn bàn riêng, trao đổi riêng mới được. Thôi vậy hai đứa bấm nút, có bấm nút không bàn riêng đi ha. Nói chung là giờ chỉ muốn bấm nút thôi đúng không? Dạ. Yeah. Theo em thì bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân được? Quan trọng là mình hợp nhau rồi mình nói chuyện như thế nào thôi. Coi mình có đến được hay không thôi. Em có muốn làm dâu Biên Hòa không? Nói chung làm dâu á, nếu như mà cả hai bên đều hợp nhau rồi thì ở đâu cũng không không quan trọng anh à. Em có muốn lấy vợ liền không? Dạ rất muốn. Bây giờ em thấy cô ngồi phía trước á như thế nào? Thì cũng như cái mong muốn mình tìm á. Bây giờ hãy tới, hãy nắm hai tay của tôi ha. Dạ, dạ. Con nó còn phải nhìn thẳng vô mặt coi. Em hỏi anh nè, nếu mà gia đình anh có khó quá như vậy, anh có vượt qua được rào cản đó? Anh Đô là bên em thôi, chứ còn gia đình thì tất nhiên vẫn tôn trọng ý kiến của anh. Tôi hát một đoạn nào đó cho Hải nghe. Em hát dở lắm, đợi nghe anh nghe đỡ. Kệ nó, hát đi. Dám đụng gái còn thơ hát hay lắm đó, giỡn hoài. Hát bài chiếc nếu áo. Nếu sau này người anh yêu bội bạc, anh đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, em vẫn chờ anh giấu muộn màng. Biết anh yêu người đó đó rất nhiều, em hỏi lòng em có bao nhiêu. Trái tim anh giờ đã quên nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Thấy chưa? Thấy chưa? À, những điều nói thì mình đã nói. Bây giờ thì chúng ta chỉ có việc là làm theo những gì con tim mình mách bảo thôi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau được rồi, chính thức các bạn hẹn hò với nhau. Nắm đi nhìn gì nữa trời. Chúng ta đang nắm dỗ thôi. Mình đã chính thức hẹn hò với nhau, giờ mình gặp riêng được rồi đó. Chúc cho hai em sẽ sớm tìm ra được tiếng nói chung và sớm sẽ yêu nhau thiệt là nhiều luôn. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Rồi giữ lấy tất cả những kỷ niệm đó. Hãy chăm sóc để những kỷ niệm đó nó thăng hoa trở thành một tình yêu đẹp các bạn nha. Hy vọng một ngày nào đó sẽ nhận được tin vui của hai bạn. Ngại giao tiếp giữa đám đông với lại sợ ma. Kiểu như là biết yêu thương em nữa, phải yêu thương bản thân của mình. Có yêu cầu bé khỏe bé ngoan đồ không? Em dùng rượu bia là nó có cái mục đích. Cái thứ nhất là để khai thác đối phương. Trời ơi, người ta, em thì đô mạnh hơn. Nhưng mà với lại có một chút xíu ăn gian vô chút xíu. Khi mà ta say, người ta nói thật lắm. Trong công việc hay là trong hàng ngày. Mời nhà gái. Rồi, mời nhà trai. Xin mời nhà gái giới thiệu về bản thân. Dạ, chào tất cả quý vị khán giả cùng với hai vị MC và bạn nam bên cạnh. Em tên là Nguyễn Thị Ánh Tuyết, hiện tại em là giáo viên tiểu học của một trường tư thục ở Bình Thạnh. À, giáo viên hè gì xuất hiện với một cái bộ áo dài nền nã, tôi thích quá à. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, mời nhà trai. Mời em trai giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Phước Quý, hiện tại em đang làm việc ở phòng COD, nhân viên xuất nhập khẩu Logistics. Em hiện tại đang ở đường số 2 Đồng Văn Cống, thành phố Thủ Đức. Em quê ở đâu? Dạ, em quê ở Đồng Tháp. Em lên thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, em vừa lên được 9 tháng.
9 tháng hả? Dạ. Em lên đây ở với ai? Dạ em lên đây em ở với chú em. À chú em ở Thủ Đức luôn hả? Dạ. Mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình đi. Dạ, nói về ưu điểm của em thì theo mọi người nhận xét thì em có một số ưu điểm như là cái chữ đẹp, đây là một trong những nghiệp vụ sư phạm của giáo viên tiểu học. Và em thích làm từ thiện. Hồi là sinh viên thì em có đi hiến máu nhân đạo cũng như là tham gia các câu lạc bộ dạy tình nguyện. Còn nói về khuyết điểm thì cũng có khá là nhiều. Ví dụ như là em khá là đam mê công việc nên là nhiều khi ít có thời gian dành cho bản thân của mình. Nên là thường thì một ngày 24 tiếng em dành hết hơn 20 tiếng để dành làm việc. Thời gian ngủ thì khá là ít. Và đôi khi thì cũng nóng tính nhưng mà nhờ làm nghề giáo viên nên cũng quản lý được cảm xúc của mình. Thật ra thì những cái khuyết điểm của em nó không có cái gì hết trơn á. Tại vì nhiều khi chưa có bồ á cho nên không có dành thời gian cho bản thân á. Tới hồi có bồ rồi là sẽ có nhiều thời gian cho bản thân hơn đúng không? Dạ. Tập trung cho bồ nữa. Rồi, nhà trai, bên đây người ta dễ thương lắm đó nha. Ưu điểm khuyết điểm của mình nói cho bên kia nghe đi quý. Dạ, khuyết điểm của em là ngại giao tiếp giữa đám đông với lại sợ ma. Sợ ma hả? Dạ, nhưng mà em chưa biết mặt con ma ra như thế nào. Em thấy đi còn sợ hơn nữa. Thật ra không có ma đâu, đó là do mình ám ảnh thôi. Không có đâu, đừng có sợ nữa ha. Dạ. Anh nói thôi cho anh còn sợ Chúa nữa. Dạ. Anh nói thôi cho anh còn sợ Chúa nữa. Dạ. Rồi thí dụ giờ anh thí dụ như em đi chơi với bạn gái, đi Đồng Tháp, về thăm quê em. Rồi lỡ chúng ta khuya khuya chúng ta mới đi thăm nhà người thân gì đó. Lỡ khuya rồi em với bạn gái, em đưa bạn gái về nắm tay bạn gái rồi gặp con ma rồi em bỏ bạn gái em chạy, hay là em nắm tay em giữ tay bạn gái không chạy? Đi hai mình thì chắc không sợ đâu. Phải không? Lúc đó thấy con ma hay là sợ ma quá bỏ bạn gái chạy luôn. Dạ. Dạ luôn. Ông Mai hỏi cái này khó cho người ta quá à tội nghiệp. Tại vì á, biết sao? Nó lâm vào trường hợp của anh Linh rồi. Bởi vì xưa lâu lắm rồi, xưa anh có một lần học lớp 12, 11 á, là anh có để ý một cái cô gái ở xóm bên kia. Xong rồi lúc đi học về đưa cô ấy về tới nhà lúc 5 giờ mấy, đứng nói chuyện xong tới 6 giờ rưỡi bắt đầu cái cổ đưa anh ngược về nhà. Cổ đưa anh về tới nửa đường thôi, cổ không đưa nữa. Thế là đang chưa tới nửa đường á là mình thấy có gì nghe rét rét chạy qua kia, bỏ cổ mình chạy mất tiêu. Bỏ cổ mình chạy mất tiêu. Đó, kiểu vậy đó. Dạ. Là cô giận mình luôn. Dạ. Không chơi với mình luôn. Dạ. Là do mình sợ ma đó. Ra dạ. Tập quen với ma đi em. Em về em coi phim ma nhiều đi em quen à. Có một cái tật xấu gì không? Dạ em không có thuốc. Không có. Uống rượu có không? Dạ có, uống bia. Uống lầy không? Dạ không. Vậy được. Bây giờ nói chút xíu về đường tình duyên đi quý. Dạ em có hai mối tình. Hai mối. Mối tình thứ nhất là năm em vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 11 tháng. Cái mối tình nó quen bao lâu? Tầm khoảng 7 tháng. Rồi sao chia tay? Dạ do lứa tuổi, hai bên lứa tuổi nó bị chênh lệch với lại cách sống khác nhau nên... Chênh lệch nhiêu tuổi? Dạ em thua bạn gái đó 7 tuổi. Em thua có 7 tuổi hả? Dạ. Bên kia nay mấy tuổi quên rồi? Dạ năm nay em 25 tuổi. Quý nhiêu? Dạ em 27. Sinh rồi vậy được rồi, chúng tới 7 tuổi nha. Đường tình duyên ta trắc trở vậy đó. Quen có 7 tháng thôi. Là mối tình dài nhất rồi đó. Còn bạn gái của mình bao nhiêu mối tình rồi? Em chưa có quen bạn nào hết đó chị. Chưa có mối tình nào luôn. Đã học xong tới hết lớp 12 rồi học sư phạm. Dạ, là cũng rồi. Hết thời gian rồi, rồi đi làm là rất là yêu công việc cho nên đâu có thời gian đâu. Dạ đúng rồi. Vậy thì em bây giờ muốn tìm người yêu thế nào hả em gái? Em chỉ cần tìm một người yêu là đầu tiên là phải có đạo đức, biết tôn trọng ông bà cha mẹ, kiểu như là biết yêu thương em nữa và yêu thương bản thân của mình. Có yêu cầu bé khỏe bé ngoan đồ không? Có yêu cầu bé khỏe bé ngoan đồ không? Nói về ngoại hình thì chỉ cần anh ấy cao hơn em thì khoảng 1m7. Em nghe nó không hút thuốc lá là thích rồi chị. Nói chung là những nhu cầu của cô gái bên này cũng rất là đáng yêu, dễ thương và dễ đáp ứng. Chào em. Dạ chào chị. Chị thấy về ngoại hình là có thể đáp ứng được cho em rồi. Ngon lắm. Ngon lắm. Cái hình mẫu lý tưởng về người bạn gái của em là gì? Em thích người bạn gái là mẫu truyền thống. Trời ơi, giáo viên là truyền thống. Dạ. Truyền thống lắm, mặc cái bộ trang phục bước ra một cái là thấy truyền thống rồi.
Tại em thích hướng nội và truyền thống. Tại vì em gốc miền Tây nên em thích phụ nữ nó truyền thống hơn, chứ không có đầu xanh đầu đỏ, xăm mình lè lè cái này kia. Nhưng mà xăm hình nhỏ nhỏ được không? Dạ, em không, gia đình với lại em hồi nào giờ không có cái cách nhìn tốt về cái đó. Để nói hỏi cô giáo có hình xăm nào không? Cô giáo có hình xăm nào không cưng? Dạ, ba em cũng rất là khó tính nên hồi lúc em có nhuộm tóc, nhưng mà ba kêu là đi nhuộm lại. Em để dài rồi em cắt nó đen lại. Còn hình xăm thì em cũng không dám xăm cái nào hết. Nó trời ơi, quá trời truyền thống rồi. Vậy là hai người truyền thống gặp nhau rồi đó. Đúng rồi. Còn gì khó hơn nữa không? Có đòi hỏi nấu ăn được không? Dạ không, đó em làm được. Rồi, quá ngon. Nhà có anh trai không? Dạ không. Ừ, tưởng có gả cho chị Lan, chứ chị Lan đáp ứng đủ nhu cầu. Rồi, đến qua anh xem nhà gái sao. À, chào em gái. Dạ, chào chú Nguyên Linh. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em ghét nhất cái tật xấu gì của đàn ông? Dạ, là đánh vợ. Đánh vợ? Này căng rồi nha. Không ai thích cái điều đó hết trơn á. Sao? Mình thấy là mỗi lần mà mình nổi nóng lên là mình có thường cắn tay, hạ cắn chân không? Dạ, phụ nữ là để yêu thương rồi. Rồi. Nói là phải giữ nha. Còn gì không thích nữa? Dạ, không biết là anh ấy uống rượu xong anh nó đi ngủ, hay là anh ấy uống bia xong thì anh ấy có nói gì không? Sao? Có không? Dạ, khi mỗi mà... Mỗi lần mình xỉn đó là mình sao? Nhớ dạ. Không? Dạ nhớ. Em dùng rượu bia là nó có cái mục đích. Cái thứ nhất là để khai thác đối phương. Còn khi người ta... Người ta... Em thì đô mạnh hơn. Nhưng mà với lại có một chút xíu ăn gian vô chút xíu. Khi mà ta say người ta nói thật lắm. Trong công việc hay là trong hàng ngày để mình tiếp thu. Rồi đừng lo nữa em gái. Sau chương trình này sao không ai đi nhậu với nó nữa? Sao vậy? Khai thác. À, đúng rồi. Chết rồi, khai trên đây là dại rồi. Yên tâm. Chết. Rồi yên tâm, chị nhậu là không có gì rồi ha. Dạ. Yêu cầu thì hai bên đó bàn bạc hết rồi. Bây giờ vấn đề là mình gặp nhau để thấy thế nào thôi. Em gái đi với ai? Dạ, đi với hai em gái ở dưới. Hai em ruột là đúng không? À, con xin chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan. À, và chào các khán giả đang có mặt ở trường quay ạ. À. Đến với chương trình hôm nay thì em cũng xin gửi lời chào đến anh trai ở đây ạ. À. Em cũng có một vài lời muốn nhắn nhủ với anh, đó là chị hai em thì rất là tình cảm và giống như là rất là thật lòng. Mỗi khi mà dành tình cảm cho ai thì cũng rất là thật lòng. Nhưng mà bên cạnh đó thì chị hai em cũng có một cái tính là hơi bướng bỉnh một chút xíu. Em chỉ hy vọng là tìm được một anh trai có thể là thấu hiểu và bao dung cho cái sự bướng bỉnh đó của chị hai em thôi. Chị hai ơi, em thấy anh trai bên này thì về ngoại hình thì có thể là phù hợp với chị hai rồi. Còn về tính cách thì em nghĩ là bây giờ mình chưa có thể đưa ra một cái nhận định nào cả. Cho nên là em vẫn hy vọng là hai anh chị có thể cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nếu được thì mình có thể cùng nhau bước xa hơn à. Dạ, cảm ơn. Chị Tư, ý kiến chị Tư sao nè? Thì con thấy là anh trai là chững chạc, trưởng thành, nói chuyện cũng tình cảm. À, con thấy anh và chị cũng có một vài nét tương đồng. Ví dụ như là hai anh chị cũng là cùng quê miền Tây, chị con thì là gốc Long An. Hai người cũng gia đình cũng có một nét gì đó gọi là truyền thống. Cho nên là đến với chương trình, con thì rất là tin tưởng vào sự quyết định của chị hai. Nếu mà hai người có bấm nút trao cho nhau cơ hội thì con chúc cho hai anh chị tìm hiểu nhau thật là kỹ và đưa ra được quyết định đúng đắn. Dạ, con xin cảm ơn. Con là chị Tư đúng không? Còn có chị Năm nữa không? Dạ có. Có Út nữa hả? Có chị Năm nữa hả? Dạ có. Út nay nhiêu tuổi? Dạ Út năm nay là 18 tuổi rồi. Trời ơi. Vậy là bố nhà của bốn chị em gái. Tứ đại mỹ nhân. Từ từ từ, chị hai tới chị ba rồi chị Tư rồi tới chị Năm lên đây hết nha. Dạ. Để chú với chị Ngọc Lan lo. Được không? Dạ. Rồi, được rồi. Rồi, mở rào. Mở rào thôi. Mình con gái mà mình phải ngồi im. Rồi, bắt đầu đi. Tôi thấy có hai bó hoa rất là đặc biệt nha. Dạ. Đó. Dạ, đứng đây. Dạ, cảm ơn anh. Em trai, đứng đó. Đứng đây. Mình hãy lý giải. Tại sao mình lại tặng hai bó hoa? Lần thứ hai đây là em đến với chương trình. Lần đầu tiên, bó hoa lần đầu tiên là ngày 23 tháng 2 vừa rồi. Thì em vừa mới tới cổng thì em test lên hai vạch Covid. Nên em phải quay về, ôm bó hoa quay về. Hôm nay nó khô rồi, em mua thêm bó nữa tặng ngày hôm nay.
Trời. Tức là quý vị có thể thấy cái bó hoa này, cái bó hoa này nó khô hẳn luôn. Tức là bạn này rất là quyết tâm khi mà đến đây và quyết liệt để đem cô dâu về. Đó, dễ thương quá. Dạ, cảm ơn em. Đến tham gia chương trình thì em cũng có chuẩn bị cho anh một món quà. Em cũng ráng trồng cái cây này mặc dù em có tay trồng cây. Đây, để chị hỗ trợ. Đó là cái duyên đó các bạn. Thật ra nếu như lần trước bạn trai tới thì nó đã khác rồi, đúng không? 23 tháng 2. Rồi, cảm ơn. Bạn có chuẩn bị cho anh một tờ thư. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Đọc lá thư đi. Dạ, em xin đọc bài thơ là Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Dạng người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Hay quá. Rồi, các bạn về chỗ đi. À, anh có câu hỏi gì cho em không? Em có cảm nhận gì về anh khi mới gặp lần đầu? Dạ, đầu tiên nếu mà chưa kéo rèm á, thì em nghe anh chia sẻ thì rất là thích. Bởi vì cái giọng của anh rất là hay. Sau khi em gặp anh á, em nhận được bó hoa của anh và biết được lý do vì sao mà em có hai bó hoa trong chương trình ngày hôm nay, thì em thấy là rất quý trọng buổi gặp ngày hôm nay ạ. Tại vì anh giữ bó hoa đó là coi như là cái sự cố gắng và coi thử cái duyên của mình tới đâu. Mình cũng cảm ơn chương trình ngày hôm nay đã tạo điều kiện cho em lần thứ hai để ghi hình. Thì ngày hôm nay đó tới thì gặp được em. Dạ. Thì em có lời sau cùng muốn nói với bạn gái là chưa nói lời sau cùng đâu. Ừ, đúng rồi. Cứ nói sau lời cùng, kế tiếp đi. Sau cùng của cái chương trình này là sau những mối tình em thì hay bị lụy tình, sau những lần chia tay là những lần khủng hoảng, những cơn ác mộng. Thì sau cái chia tay đó là làm cho em tỉnh mộng để em sống và làm việc. Và hai ngày hôm nay thì gặp được em, thì anh mong đây là sự thật chứ không phải là ác mộng hay là tỉnh mộng. Ngày hôm nay là sự thật, là cái duyên của anh với em gặp em. Dạ. Yeah. Bây giờ mình tính hẹn hò đi. Thời gian của em thì như thế nào? Thời gian em làm việc giống như công sở vậy á. Thì thường khoảng 5 giờ là em có thể kết thúc ra khỏi trường học. Nhưng trừ những buổi họp thường là đầu tuần hoặc cuối tuần thôi. Còn lại thì thứ bảy chủ nhật em có đi học. Em đang đi học cao học. Nên là nếu như rảnh thì chúng ta có thể hẹn hò nhau vào cuối tuần, buổi tối thứ bảy chủ nhật. Hoặc là nếu như trong tuần chúng ta có chuyện gì đó muốn nó trao đổi với nhau thì có thể call cho nhau hoặc là hẹn ra một nơi nào đó nó gần một chút xíu. Thứ bảy chủ nhật thì em có đi học thêm, nếu như có lý do thì anh sẽ qua chở em, chừa thời gian một ngày hay ngày gì đó, cứ một tuần hai tuần gì đó chở em đi học. Mình tính xem khoảng bao lâu thì mình có thể đến với nhau được, kết hôn với nhau được. Khi mà anh vừa ra trường thì anh đi làm cho công ty Hoàng Anh Gia Lai bên Campuchia, thì anh cũng không có quen mối tình nào. Anh về đây học thêm và là đang làm việc một cái ngành mới, cũng chưa sẵn sàng về chuyện kết hôn, nhưng mà để cho nó đầy đủ hơn thì lúc đó sẽ tiến xa hơn. Còn hiện tại là mình vẫn tìm hiểu đến nhau, vì khi anh quyết định kết hôn là anh có thể làm cho em mua một món đồ đó không phải suy nghĩ. Dạ, rồi. Thì anh mới kết hôn. Dạ, cảm ơn anh. Còn theo ước tính của em á, thì hồi nhỏ thôi và sau này em lớn lên thì em cũng suy nghĩ là tầm khoảng 25 tuổi thì em sẽ quen một ai đó. Từ lúc đó là mình đã ổn định về công việc cũng như là việc học thuật của mình rồi. Và khoảng mình quen nhau mà tìm hiểu kỹ và cảm thấy là hợp thì khoảng 2-3 năm, hoặc là thậm chí là tìm một thời điểm mà thích hợp thì mình có thể kết hôn cũng được. Không nhất thiết là kết hôn sớm hoặc là kết hôn trễ, thời điểm phù hợp thôi. Rồi, bây giờ Quý tiến tới nắm tay bạn gái Ánh Tuyết ha. Em xin lỗi là cho em xin cái khăn giấy. Tại vì em bị phong thấp nên là tay ra mồ hôi. Có ngay. Tà áo của chị Lan nè. Đó. Lẹ lên, lẹ lên. Không có thời gian đâu. Nắm tay rồi, không có thời gian đâu. Đó là những giọt mồ hôi của tình yêu mà. Rồi. Rồi hết. Tiến tới luôn. Những giọt mồ hôi của tình yêu ăn thua gì đâu. Nắm hai tay Quý. Đó, nhìn thẳng vào mặt bạn gái. Rồi mình nói lên cảm nhận. Từ nãy giờ mình nói chuyện mình thấy cô gái đối diện như thế nào? Dạ, cảm thấy cái giọng nói của bạn gái thì học ngành sư phạm giáo viên thì giao tiếp giữa đám đông rồi cảm thấy giọng của bạn gái ấm áp. Và ngày hôm nay thì gặp được bạn gái cũng thích hợp với em về cả tính cách, về cả cách sống. Rồi em gái, tới em gái nói đi. Em thì rất là thích tính cách của anh Quý. Nếu như có cơ hội thì em cũng mong muốn là về quê anh chơi hoặc là tiến tới một mối quan hệ tốt hơn.
dụ như là kết hôn. Thôi, bây giờ chúng ta trở về với ghế ngồi và đưa ra quyết định của mình. Quyết định bấm hay không bấm là của các bạn. Bấm là phải chân thành, bấm là phải thật lòng mình, bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Em không bấm hả? Em bấm. Các bạn là tôi hết hồn luôn á. Em bấm nhẹ quá hả? Dạ đúng rồi, em hơi ứng ấn nhẹ nhẹ đó. Làm chúng tôi hồi hộp. Trời ơi, thật sự luôn. Thật ra các bạn rất là hợp với nhau á. Chính thức ta đã hẹn hò với nhau rồi, nắm tay đi. Bây giờ là quý gia đình của anh Tuyết đang xem chương trình. Anh xin phép hai bác, xin phép gia đình cho tụi con hẹn hò với nhau. Dạ, không biết nói gì hơn. Chỉ gửi đến gia đình của Tuyết một lời nói chân thành nhất. Khi đến tham gia chương trình này, con cũng không ngại trắc trở đến đây lần thứ hai. Và rất là nghiêm túc và rất muốn tìm hiểu Tuyết, con của hai bác. Dạ. Và cũng muốn gửi tới người thân của con là nội ơi, con sẽ dắt Tuyết về một ngày gần nhất. Thật là cảm động. Cháu dâu tương lai gửi lời chào nội Tuyết đi. Dạ, con chào bà nội. Hẹn một ngày nào đó là anh Quý dẫn con về chơi với nội ạ. Trời ơi, thôi. Nội vui rồi. Hy vọng hai đứa sớm về để gặp nội nha. Dạ. Đây là những món quà chúng tôi dành cho các bạn. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai để xem câu chuyện của họ như thế nào và họ có bấm nút với nhau hay không nha. Xin mời. Trời ơi, chàng trai bên kia đi công tác một cái là 4-5 tháng lần đó, tôi đang lo lắng quá nè. 4-5 tháng nhưng mà ta về nhà cũng 4-5 tháng luôn. Khuyết điểm của em thì về nữ công gia chánh thì em dị liệt. Dị liệt. Vâng. Còn gì nữa không? Về ngoại hình thì bạn nam cũng dễ nhìn. Em thích đẹp trai, ai mà không thích đẹp chứ. Đúng đối tượng luôn rồi đó. Do dự cái là chị bấm nút liền hả chị nói thiệt. Chị bất chấp á. Chị lái máy bay liền hả? Thiệt. Cô đơn đó với những người mà chưa biết yêu như em là sẽ cần lắm đó. Rồi, bây giờ suy là... Suy nghĩ cho kỹ nha. Mời đi em trai. Mời nhà gái. Đưa chị ăn cho em. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, con chào chú Linh. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nữ tham gia chương trình. Chào tất cả các quý khán giả. Con tên là Nguyễn Ba Long. Năm nay 27 tuổi. Hiện đang là sĩ quan tàu biển. Rất vui được tham gia chương trình ngày hôm nay. Ba Long làm sĩ quan tàu biển hả? Là tức là mình là quản lý tàu hay là sao? Không, con đang làm công tác là điều khiển những cái thiết bị trên tàu. À, kỹ thuật rồi đó hả? Dạ đúng rồi. À, mình đi tàu ở đâu? Dạ đi các nước ở châu Á, châu Âu. Thì con suốt ngày là trên tàu hả? Dạ vâng, một lần con đi công tác như vậy là tầm 4-5 tháng. Ôi. Rồi ở nhà được mấy tháng? Cái đó tùy mình. Nhiều khi mình về mình ở nhanh 2-3 tháng hoặc là mình ở lâu hơn 4-5 tháng. Ừ. Tùy theo cái đăng ký của mình. Gia đình Long là ở đâu? Dạ hiện nay con đang ở bên Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Là ở với ai? Con ở với mẹ với em trai. À. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình đi cơ. Ôi, dạ em chào chị Ngọc Lan, em chào chú Hoàng Linh và tất cả mọi người ạ. Em tên là Kim Ngân, năm nay em 25 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng, quê quán em ở Bình Định ạ. Alo. Em đang ở quận mấy? Em đang ở quận 3. Trời ơi, chàng trai bên kia đi công tác một cái là 4-5 tháng lần đó, tôi đang lo lắng quá nè. 4-5 tháng nhưng mà ta về nhà cũng 4-5 tháng luôn. Đâu phải là mình đi suốt một năm trời luôn đâu, đúng không Long? Dạ đúng rồi. Long, điểm mạnh, điểm yếu của Long là gì? Cái điểm mạnh của con là như là trong mối quan hệ con biết quan tâm với đối phương. Ừ. Đặc biệt là trong tình cảm. Tình cảm. Giống như là mình để ý từng cái chút một, ví dụ như từ đó có cái chuyện gì không hay gì đó, mình nhìn qua mình biết. Qua cái thái độ và cái cách nói chuyện hoặc là qua cái biểu hiện mình biết. Thôi, mời nhà gái. Ưu điểm của mình là gì cưng? Em là dân tài chính, kế toán thì ưu điểm của em là nhạy về những con số. Em tính toán nhanh. Em quản lý chi tiêu tốt và có thể
đầu tư tiền nhàn rỗi vào những kênh có thể kiếm tiền thụ động, tất nhiên là sẽ chịu rủi ro một phần nào đó. Và em là một người khá độc lập ạ. Em nói được làm được và em nhất quán giữa lời nói và hành động, không có cái chuyện là cứ 2-3 tháng là nam sẽ chia tay đi, 2-3 tháng nghe chia tay đi. Với em thì chia tay là chia tay luôn, một đi không chứ cho lại. Chứ không có hù phải không? Đúng rồi. Ừ, rồi. Khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì về nữ công gia chánh thì em điểm liệt. Điểm liệt. Vâng. Với em cũng khá là hiền lành và rụt rè á. Nói chung là cái EQ của em hơi thấp nên em ứng xử với mọi người không có tinh tế lắm. Em không có rào trước đón sau, có cái gì thì em nói luôn. Trời ơi, cái đó là ưu điểm chứ sao khuyết điểm được. Long có mấy mối tình là Long? Từ đó tới giờ chính thức là 30 tình. Chính thức 30 tình hả? Trời ơi, ổng đi biển 4-5 tháng không mới về một lần mà ổng 3 mối tình rồi đó. Đó. Không, không, tại thời đại học. Đại học đại là 2. Mối tình nào sâu đậm nhất? Mối tình gần đây nhất. Mấy năm? Chính thức là 1 năm. Chính thức 1 năm. À, nhưng sao chia tay? Nói chung là giống như là con nhìn hai đứa có một vài cái điểm để về sau này về cưới á, thì ở chung với nhau nó sẽ không có hợp. Chứ có khi nào bạn gái nó là Long đi nhiều quá không có quan tâm chăm sóc bạn gái không? Không, không có. Cái không có đúng không? Không có. Mình đi mình vẫn quan tâm chăm sóc đúng không? Nói chung là con cái chuyện đó cũng biết nên à. Con cũng tâm lý cái chuyện đó nên không có vấn đề với bạn gái về cái chuyện đó. Rồi, ba mối tình đó bên kia thì sao? Rồi, tình trường của mình sao nè? Tình trường của em thì chỉ là quen biết thôi chứ em cũng chưa có mở lòng hẳn với ai nên em chưa biết cảm giác, chưa có ai mang lại cái cảm giác yêu thật sự cho em. Tức là em chỉ mới tìm hiểu thôi rồi em chia tay, không hợp là chia tay luôn. Vâng. À, chưa gắn kết với ai hết. Dạ, tại vì em cũng khó mở lòng. Khó làm sao, nói chị nghe coi. Em khó chia sẻ, khó mở lòng, em sống khá là riêng tư. Ừ. Mình có bồ mình phải chia sẻ với bồ mình chứ. Mình muốn bồ mình chia sẻ mọi chuyện với mình thì mình phải chia sẻ với người ta chứ. Vậy nên em cần một người tâm lý và kiên nhẫn, có nhiều câu chuyện để em dễ cởi lòng mở lòng hơn. À, tức là muốn em mở lòng thì người ta phải khui. Vâng. Đúng không? Tiêu chí còn gì nữa không? Về ngoại hình thì bạn nam cũng dễ nhìn. Em thích đẹp trai, ai mà không thích đẹp trai. Vâng, cao 1m7, có tập thể dục. Khỏe khoắn, em thích người ốm mập cũng được nhưng mà khỏe khoắn thì được. Dân đi biển là khỏe lắm. Vâng, có tí thông minh, hiểu biết nhiều. Để có cái gì đó em thắc mắc trong cuộc sống thì anh em có thể giải đáp cho em. Ừ, có điều gì em không thích ở đàn ông? Em không thích người hút thuốc, gia trưởng, keo, nói nhiều nữa. Rồi, chị sẽ qua chị nghía nhà trai coi sao. Chào anh siêu, chỗ đẹp trai quá. Chỗ đẹp trai quá. Em muốn mở rào ra em qua em bấm nút luôn không? Trai lắm. Khỏe hơn chị. Trai, dân biển mạnh khỏe lắm. Tiêu chuẩn này đưa qua đây đáp ứng gần như dạ, hết á. Còn anh trai không? Dạ không, em là anh lớn nhất. Anh lớn nhất vậy thôi. Còn hai mấy anh em nữa. Thôi em thì nhỏ quá. Có hút thuốc không? Dạ không, không hút thuốc. Có gia trưởng không? Không, cái đó là không. Có keo không? Không, em thoải mái, tính em thoải mái. Ủa sao cái gì cũng tốt hết trơn vậy? Không, không có, mình cũng có khuyết điểm. Uh-huh. Thì ví dụ nhiều khi trong quá trình mà quen nhau có mâu thuẫn, đôi khi mình cũng không có kiên nhẫn lắm. Ví dụ như mâu thuẫn nó chưa giải quyết cứ để đó, thôi kệ. Khi một mâu thuẫn khác nó xảy ra, ví dụ vậy, mình không có đủ kiên nhẫn để mình giải quyết nó triệt để cái mâu thuẫn. Bên kia người ta thích nghe lắm đó. Cơ bản là hai bạn. Nói chung là điều chỉnh cái lúc mà đúng mâu thuẫn. Rồi. Là... Em đã trải qua 3 mối tình rồi thì chị nghĩ là em biết cái gì em cần làm ở cái mối tình kế tiếp này, đúng không? Trời đẹp trai quá. Mời qua, nhà gái tôi rất đẹp ạ. À. Tôi khen là tôi khen vậy thôi. Ê, nhà trai tôi phải chậm chút xíu chứ. Trời ơi trời. Dạ, xin chào chú em lên ạ. Dễ thương, sáng như trăng rằm á. Một cô gái xinh xắn ha, tươi tắn, nhìn rất là có duyên luôn. Bây giờ nãy giờ nghe chàng trai bên kia thấy chị Lan chỉ khen quá trời đất rồi. Dạ. Khỏe rồi ha, đúng đối tượng luôn rồi đó. Do dự một cái là chị bấm nút liền hả chị nói thiệt. Chị bất chấp á. Chị lái máy bay liền hả? Chị thấy là đi mà 4-5 tháng vậy là hợp với chị lắm. Chị tranh thủ lúc đó chị đi quay phim mà cũng bận điện vậy. 4-5 tháng buồn lắm đó. Thiếu sự quan tâm chăm sóc là cũng mệt lắm á. Thôi. Cô đơn đó với những người mà chưa biết yêu như em là sẽ cần lắm đó. Rồi, bây giờ chị là... Chị nghĩ cho kỹ nha. Mình hỏi người thân đi. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi một mình ạ. Một mình. Để chị Lan lo. Đi với ai cưng? Dạ, em đi với mẹ với em trai.
À, có mẹ. Nhìn hình nền là biết rồi ha, nhìn hình nền là đoán được rồi. À, thêm con chào chưa? Cô. Kính chào Quyền Linh, tài năng. À, cô Ngọc Lan là xinh đẹp. Dạ, con chào cô. Kính chào quý vị khán giả ở đây. Thì theo mẹ nhìn thấy á, thì bé này nhìn thấy cũng xinh xắn thật thà. Thì nếu mà hai con á, thấy có cảm tình duyên nợ thì bấm nút. Thì theo ý mẹ thì mẹ được đó. Lòng con của cô á, nó đi xa chút đỉnh thôi, chứ còn một thời gian thì nó cũng sẽ làm tại thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải đi làm xa hoài. Long thì sống rất là tình cảm, thật thà, hút thuốc, uống rượu thì không có. Cô rèn nó rất là tốt, nó biết rửa chén, nấu cơm nữa. Cho nên về việc đó con cứ yên tâm. Nếu mà con cảm thấy mà đủ duyên á, thì hai đứa bấm nút cho nhau cơ hội. Dạ, rồi, cảm ơn trai. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Mở rào. Dạ em cảm ơn, em có muốn quà tặng anh. Em chào anh ạ. Chào Ngân, hồi nãy anh có nghe em nói đó thì nói chung là cái em đang ở quận 3 đúng không? Nói chung là về cái địa lý thì cũng khoảng cách qua lại thì cũng gần nhà anh. Để... Anh là người thành phố Hồ Chí Minh hả? Tại nãy em nghe không có rõ. Anh ở thành phố luôn, anh sinh ra ở đây luôn. À vâng. Thì nói chung nãy giờ nghe giọng em cũng nhỏ nhẹ. Nói chung là anh thích con gái nói chuyện nhỏ nhẹ, vui vẻ và thoải mái vậy. Thế anh đi biển đó kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi anh? Anh tốt nghiệp 2018, tới giờ là cũng 3 năm mấy. Thế trong 3 năm đó anh có trải qua cái thất bại nào không? Có, cũng có. Thất bại trong tình cảm nè. Thứ hai là công việc mình cũng có những cái khó khăn ban đầu. Thế anh giải quyết đương đầu với thất bại đó như thế nào? À, ví dụ như công việc đi, thế có lúc đầu cũng khó khăn đấy. Anh cũng cái thời điểm mới lên tàu thì anh cũng say sóng này, cũng mệt. Lúc đó mình không có khỏe như bây giờ mình yếu hơn. Thì lúc đó mình cũng có những cái thoáng lên đầu mình muốn đổi cái nghề khác. Nhưng mà thời gian sau thì anh điều chỉnh lại cái anh làm tới giờ. Nói chung nghề anh thì cũng có cái sóng gió khó khăn. Anh trải qua được mấy cái đó thì cuộc sống nó cũng giúp cho anh cái tính cách anh nó mạnh mẽ hơn. Tại anh cũng chia sẻ đó, đi khoảng 4-5 tháng thì nó cũng... Nói chung là cái nghề anh cái thời gian nó hơi đặc thù. Dạ. Hơi kén cái đối tượng nữ một tí. Thì nếu như mà anh với em có duyên mà mình làm quen được á, thì chuyện hôn nhân thì ví dụ 6 tháng đổ lại thôi. Nếu như tìm hiểu mà nhiều cái hợp để sống với nhau vợ chồng thì có thể là trong vòng nửa năm thì có thể kết hôn. Còn nếu như mình muốn tìm hiểu thêm thì có thể 1 năm hoặc là hơn 1 năm không vấn đề. Bây giờ hẹn hò làm sao nè, hai đứa tính đi. Bạn này đang trong thời gian nghỉ đúng không? Dạ đúng, em đang nghỉ. Em còn nghỉ được bao lâu? Chắc tầm khoảng tháng rưỡi nữa. Vậy thì trong vòng 1 tháng rưỡi đó hãy ráo riết, siết sao, chạy thật nhanh để rút ngắn cái khoảng thời gian hẹn hò lại, bù đắp cho cái khoảng thời gian sau 1 tháng rưỡi là em sẽ phải đi đó. Dạ vâng. Nói chung là em là 25 đúng không? Anh 27, anh cũng lớn hơn em. Nói chung là với lại thứ hai là anh cũng có trải qua những cái mối tình trước. Anh cũng có đúc kết nhiều kinh nghiệm cho mình về cái vấn đề quen nhau. Nếu như mà sau chương trình này mình có duyên, mình quen nhau thì anh sẽ thể hiện cái tình cảm của mình với lại quan tâm em là nó nhanh nhất có thể. Nó không còn trẻ tuổi như ngày xưa nên mình không mất thời gian cho những cái chuyện lặt vặt nữa. Cô gái này chưa yêu. Không, chưa yêu thì em cũng có cách. Em phải có cách. Đúng rồi, cô gái này tìm hiểu mấy người thôi chứ cũng chưa có tình cảm gì với ai hết. Giờ là có chương trình dạy yêu đó. Đó. Long cố gắng dạy yêu nha. Rồi bây giờ Long tới hát bài tặng cô gái đi. Dạ, đến chương trình thì xin anh tặng em bài hát tiếng Anh. Tên bài hát là I Lay My Love On You. Tiếng Việt dịch nôm na là anh dành trọn cái tình cảm này cho em. Bước tới nắm tay cô gái đi Long. Đó. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà hát. I lay my love on you. It's all I want I do. Every time I kiss, I feel brand new. You open up my heart. Show me all your love. Walk right through. As I lay my love on you. As I lay my love on you. Nói chung là gặp em lần đầu thì anh cũng có cái ấn tượng về cái ngoại hình của em cũng xinh xắn dễ thương.
anh đi làm thì những cái công việc ảnh hưởng tính cách của anh chút xíu, nhiều khi mình nói chuyện nó hơi nghiêm túc, nhưng mà khi mà trao đổi với nhau rồi đó thì nói chung là anh sẽ có những cái lúc ngọt ngào khác nhau đó, như vậy. Giờ hai bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ và quyết định, và phải có trách nhiệm với quyết định của mình nha. Bây giờ thì chị Ngọc Lan sẽ đếm và hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Rồi, chúc mừng. Bây giờ trời ơi, bắt tay giống như đối tác vậy. Nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau. Tay này. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Thôi em đem với em. Đó, 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 vậy đi. Cảm giác sao lòng? Em thấy cũng buồn. Gặp em thì lâu rồi, cũng 1.5 năm rồi. Anh mới có dịp có cơ hội để anh quen lại một cái người mới. Dạ, lo ngại em rất nặng. Anh các bạn ấy nhìn cô gái rất là trìu mến nha mọi người. Hai bạn phải cố gắng thật nhiều. Chàng trai này hãy cố gắng cái khoảng thời gian mà mình được nghỉ công tác, mình sẽ bù đắp cho bạn gái trong cái khoảng thời gian mà mình đi. Còn cô gái, em chưa có kinh nghiệm trong cái vấn đề yêu đương, nhưng mà chị nghĩ tất cả những cái đó không cần phải học. Nó phải diễn ra một cách thật là tự nhiên. Và em nghĩ cái gì em phải nói cái đó. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có cái giới hạn, có cái mức độ của nó. Mình cũng đừng quá mạnh mẽ. Hãy nhõng nhẽo, hãy yếu đuối đúng lúc. Nghe không? Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Dễ thương quá, cái cặp này đẹp quá mọi người ơi. Đây là những phần quà dành cho các bạn, hạnh phúc. Chúc mừng hai bạn. Dạ,